Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần tổng hợp những tin tức quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga mổ xẻ thiết giáp quái vật biến hình tịch thu từ Ukraine. Quân đội Nga đã đưa ra những đánh giá ban đầu về thiết giáp quái vật biến hình CV-90 mà Moscow đã tịch thu từ Ukraine. Theo RT, quân đội Nga đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của thiết giáp bánh xích CV-90 mà Thụy Điển viện trợ cho Ukraine sau khi xem xét chiếc xe bọc thép mà Moscow tịch thu được từ Kiev. Trong đoạn video ghi lại cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới thăm một đơn vị quân đội Nga, cấp dưới của ông, chỉ huy Andrei Movichev, đã đưa ra những nhận định về chiến lợi phẩm mà Nga thu được. Ông Movichev cho biết phương tiện do Thụy Điển sản xuất được đưa vào sử dụng từ năm 1993, khá giống với một chiếc xe tăng. Tuy nhiên, chiếc CV-90 bị quân đội Nga thu giữ do trục trặc RPG-7 đơn giản và giá rẻ. RPG-7 là một loại súng phóng lựu vác vai đã được sử dụng từ những năm 1960. Phương tiện này, CV-90, bị vô hiệu hóa bằng vũ khí có từ thời của ông chúng ta. Ông Movichev bình luận, CV-90 được gọi là quái vật biến hình vì nó vốn không phải là tên của một loại xe cụ thể mà tên gọi chung cho nhiều thiết giáp được xây dựng trên chung một khung gầm CV-90. Điểm nổi bật trên chiếc xe này là nó có thể có nhiều vai trò linh hoạt dựa vào việc thay đổi các mô đun trên xe. Ví dụ như là CV-90 có thể đóng vai trò như thiết giáp chở quân hoặc xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi mô đun tháp pháo trên xe thì CV-90 sẽ có khả năng hoạt động như xe tăng. CV-90 tới nay có 15 phiên bản khác nhau trên toàn thế giới và trong biên chế ít nhất 7 quốc gia. Với khung gầm CV-90, dòng thiết giáp này có tốc độ di chuyển tối đa 70 km/h, phạm vi hoạt động có thể lên đến 900 km. Mỗi phiên bản khác nhau sẽ được trang bị mô đun khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Theo ông Movichev, CV-90 khá cao so với các thiết giáp thông thường và đây là điểm yếu của vũ khí này vì nó có thể trở thành mục tiêu dễ dàng hơn với hỏa lực của đối phương. Ngoài ra, ông cho biết vũ khí chính của CV-90 có tốc độ bắn tương đối thấp do cơ chế nạp đạn. Chiếc CV-90 bị Nga thu giữ dường như được trang bị pháo tự động Bofors 40/70. Hệ thống này bắn ra đạn 4mm, được nạp qua băng đạn có 3 ngăn riêng biệt cho 3 loại đạn pháo khác nhau với tổng sức chứa 24 quả. Đây là một trong những xe chiến đấu bộ binh tốt nhất trong kho vũ khí của Ukraine, giới chuyên gia nhận định. Nga đã tịch thu CV-90 từ cuối tháng 7 và đây là lần đầu tiên vũ khí này rơi vào tay Moscow kể từ khi chiến sự Moscow-Kiev bùng phát từ tháng 2 năm ngoái. Theo Movichev, tài xế và pháo thủ Ukraine điều khiển chiếc CV-90 đều đã không qua khỏi khi chiếc xe bị tịch thu. Năm ngoái, Bộ trưởng Shoigu tuyên bố các vũ khí thu được của quân đội Ukraine sẽ được các kỹ sư và nhà khoa học nước này tập trung nghiên cứu. Tất nhiên rồi, các vũ khí chiến lợi phẩm thu được của Ukraine đang được các nhà khoa học và kỹ sư vũ khí của chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên hai khía cạnh, ông nói. Đầu tiên là các kỹ sư và nhà khoa học Nga sẽ đề xuất những phương pháp và vũ khí có thể chống lại chúng trên chiến trường. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tìm ra các điểm yếu trong vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine, ông Shoigu nhấn mạnh. Xuồng cảm tử Ukraine phá hủy tàu quân sự Nga bằng 450 kg thuốc nổ. Nguồn tin an ninh Ukraine nói rằng lực lượng của họ đã sử dụng xuồng không người lái chứa 450 kg thuốc nổ TNT để tấn công, làm hư hại một tàu quân sự của Nga gần quân cảng ở Novorossiysk. Guardian và Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, lực lượng của SBU phối hợp với Hải quân Ukraine rạng sáng 4 tháng 8 đã thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt ở khu vực thành phố Novorossiysk, nơi có quân cảng của Nga. Nguồn tin nói một xuồng không người lái của Ukraine chứa 450 kg thuốc nổ TNT đã tấn công tàu đổ bộ Olengorovsky Gonyak của Nga. Khoảng 100 quân nhân đã được cho là có mặt trên con tàu, vốn được dùng để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị quân sự thuộc hạm đội Biển Đen của Nga này. Video ghi lại cho thấy một xuồng không người lái của SBU chứa 450 kg thuốc nổ TNT tấn công một tàu của đối phương, chở 100 quân nhân. Nguồn tin cho hay. Theo nguồn tin này, vụ tập kích đã gây ra một lỗ thủng lớn trên thân tàu, khiến nó tạm thời không thể hoạt động. Đoạn video dài 36 giây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một xuồng không người lái tiếp cận con tàu. Video kết thúc khi xuồng này đánh vào chính giữa con tàu. Tuy nhiên, đoạn video chưa thể được xác thực. Nga cũng chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã ngăn chặn thành công hai xuồng không người lái nhằm vào quân cảng của nước này ở Novorossiysk. Mặc dù vậy, Caspian, Peselin, Consortium
đơn vị vận hành một kho cảng dầu ở Novorossiysk cho biết, vụ tấn công đã khiến cảng Novorossiysk tạm thời dừng mọi hoạt động, di chuyển của tàu. Caspian Pipeline Consortium nói rằng các cơ sở của họ không bị hư hại và dầu vẫn tiếp tục được đưa lên các tàu đã neo đậu. Cảng Novorossiysk là một trong những cảng lớn nhất ở Biển Đen, khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới qua cảng này. Ngoài ra, cảng cũng phục vụ xuất khẩu ngũ cốc. Quân cảng nằm trong khu vực phức hợp cảng Novorossiysk, phục vụ cả các đoàn tàu dân sự. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào một trong những thương cảng chính của Nga. Tàu Olenogorsky Gonyak với thủy thủ đoàn gồm khoảng 100 người là một trong ba tàu đổ bộ của Nga đồn trú ở Biển Đen kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tàu dài 112 mét, có khả năng vận chuyển 450 tấn thiết bị, 25 xe chở quân bọc thép. Gần đây, Ukraine được cho là đã gia tăng các vụ tập kích bằng xuồng không người lái nhằm vào các mục tiêu của Nga trên Biển Đen. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ tấn công bằng xuồng không người lái vào cầu Crimea hồi tháng trước, khiến hai người không qua khỏi và một nhịp cầu bị sệ xuống. Các xuồng không người lái của Ukraine được cho là có tầm hoạt động hàng trăm km và có thể di chuyển với tốc độ 80 km/h. Kích thước và tốc độ của các xuồng này khiến cho hệ thống phòng thủ của Nga khó phát hiện. Nga không tin lời hứa đảm bảo an ninh, lương thực của Mỹ. Chính phủ Nga ngày 4 tháng 8 tuyên bố nhấn mạnh họ không tin lời hứa đảm bảo an ninh lương thực của Mỹ một khi Moscow chấp nhận quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Chúng tôi không tin lời hứa của Mỹ rằng họ sẽ giúp đảm bảo cho chúng tôi có thể tự do xuất khẩu lương thực nếu quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn tuyên bố từ Điện Kremlin nêu rõ. Trước đó hôm 3 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố nước này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo Nga có thể tự do xuất khẩu lương thực nếu Moscow nối lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với Ukraine. Tất nhiên, trong trường hợp quay trở lại thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng các bên có thể xuất khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm một cách tự do và an toàn, bao gồm cả Nga. Ông Lincoln nói với các phóng viên sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình trạng mất an ninh lương thực do xung đột Ukraine gây ra. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ giá cả thấp hơn, ông nhấn mạnh thêm. Tháng trước, Nga đã từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen ra đời vào tháng 7 năm 2022 do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, vốn nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu sau khi chiến sự ở Ukraine nổ ra. Moscow phàn nàn về những trở ngại đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của chính Moscow, dù xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga không phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow cho biết các hạn chế về thanh toán, hậu cần và bảo hiểm đã cản trở các chuyến hàng. Đồng thời, Nga cũng đẩy mạnh tấn công cơ sở hạ tầng xuất khẩu lương thực của Ukraine trong những ngày qua. Sau động thái này, Liên minh châu Âu, EU và Ukraine cáo buộc Nga vũ khí hóa ngũ cốc, nhưng Moscow cho rằng phương Tây mới là bên gây mất an ninh lương thực toàn cầu. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói rằng các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Moscow đe dọa hậu quả thảm khốc đối với thị trường lương thực toàn cầu. Quý vị thân mến, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang ngày càng căng thẳng. Hàng loạt vũ khí hiện đại lần lượt được đưa ra tiền tuyến. Mới đây là sự xuất hiện của máy bay không người lái UAV. Vũ khí này không chỉ đảm bảo tính linh hoạt, khả năng tấn công từ xa mà còn giúp giảm thiểu nguy cơ cho quân đội và bảo vệ dân thường. Trong bản tin ngày hôm nay, VTC Now sẽ cập nhật những thông tin thú vị và mới nhất về cuộc chiến máy bay không người lái trong xung đột Nga-Ukraine. Gây chú ý nhất là máy bay không người lái UAV do thám PD-100 Black Hornet Nano do Anh viện trợ cho Ukraine. Mẫu UAV trinh sát Nano PD-100 Black Hornet hay còn được gọi là ong bắp cày đen thực sự là một thiết bị quân sự độc đáo và gây chú ý với các chuyên gia ở Nga. Với kiểu dáng nhỏ gọn và thu nhỏ, UAV này được thiết kế đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ do thám hạ tầng và hoạt động của đối phương.
Với kích thước nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay của một người trưởng thành, Nano BD 100 Black Hornet với chiều dài chỉ 100cm, đường kính của cánh quạt là 12cm và trọng lượng vỏn vẹn 16g. Thậm chí trọng lượng của bộ UAV hoàn chỉnh bao gồm điều khiển từ xa và màn hình điều khiển cũng chỉ chưa tới 1kg. Đặc điểm nổi bật của UAV này là khả năng hoạt động vô cùng yên tĩnh nhờ cánh quạt gần như không gây tiếng động. Điều này cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và giám sát bên trong các tòa nhà mà không bị phát hiện. Black Hornet có thể lặng lẽ xuyên qua cửa sổ hoặc lỗ thủng trên tường, làm cho nó cực kỳ hữu ích trong hoạt động chiến đấu ở các khu vực đô thị. Tuy nhiên, một hạn chế duy nhất của UAV này là thời lượng pin tương đối ngắn, chỉ vào khoảng 25 phút. Điều này hạn chế khả năng bay xa và thời gian hoạt động liên tục của Black Hornet. Kích thước nhỏ của UAV này đem lại nhiều lợi ích trong việc thực hiện nhiệm vụ trinh sát và giám sát. Tuy nhiên, Black Hornet cũng có một số hạn chế, đặc biệt trong điều kiện thời tiết gió mạnh, bão hoặc mưa lớn. Dự kiến phiên bản mới hơn có khả năng chịu sức gió lên đến 28 km/h. Tuy nhiên, gió mạnh kéo dài vẫn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sử dụng của máy bay không người lái này. Ngoài Black Hornet, cả Nga và Ukraine đều đã sử dụng một loạt các loại máy bay không người lái khác để gia tăng khả năng tình báo và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trong cuộc chiến. Vào thời điểm đầu của cuộc chiến, UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã trở thành ngôi sao của lực lượng Ukraine và góp phần quan trọng trong nhiều chiến công. Máy bay không người lái quân sự chính của Ukraine là Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Nó có kích thước bằng một chiếc máy bay nhỏ, có camera trên khoang và có thể mang theo 4 quả bom thông minh ném bom dẫn đường bằng laser. Bayraktar TB2 được cho là có vai trò quan trọng trong việc bắn chìm soái hạm Moskva của hạm đội Biển Đen của Nga, một cuộc chiến thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, sau đó, Bayraktar TB2 đã đối mặt với sự khó khăn khi Nga củng cố các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử. Những cải tiến trong các hệ thống phòng không của Nga đã làm giảm hiệu quả của Bayraktar TB2 trong việc hoạt động và thực hiện nhiệm vụ trong khu vực xung đột. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo sự đa dạng và linh hoạt trong việc sử dụng các loại máy bay không người lái trong môi trường chiến tranh hiện đại. UAV cảm tử Shahed-136, còn gọi là Zeron 2 của Iran. Máy bay không người lái cảm tử M214 Zeron 2 được sản xuất tại chỗ bởi ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga, là phiên bản nội địa hóa từ thiết kế máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Iran. Chúng được đặt tên theo đường mốc sản xuất Shahed-136 và được cho là có sự tương đồng với mẫu UAV cảm tử Harpy của Israel. M214 Zeron 2 đã xuất hiện trên chiến trường Ukraine và lần đầu tiên thực hiện cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 9 năm 2022 gần Ubyansk thuộc vùng Kharkiv. UAV này có sải cánh khoảng 2,5 m và có đầu đạn nằm ở phần mũi. Với việc bay ở độ cao thấp, máy bay không người lái này trở nên khó theo dõi bằng radar, làm cho nó trở thành một đối tượng khó chịu đối với các hệ thống phòng không. Một ưu điểm đáng chú ý của Zeron 2 là khả năng khởi chạy từ, cài đặt trên điện thoại di động. Điều này cho phép người điều khiển dễ dàng và nhanh chóng thực hiện việc rời khỏi vị trí bắn sau khi tiến hành tấn công. Các tuyên bố từ chuyên gia Austin Warnick của công ty phân tích Flashpoint cho biết rằng quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử này ban đầu để tiêu diệt các cụm xe bọc thép và pháo binh của Ukraine. Sự xuất hiện và sử dụng hiệu quả của máy bay không người lái này đã góp phần tăng cường sức mạnh tấn công của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Cuộc xung đột giữa hai quốc gia này đã mở ra một trang mới trong lịch sử quân sự khi máy bay không người lái nổi lên như một yếu tố quyết định. Vai trò ngày càng tăng của máy bay không người lái UAV trên chiến trường Ukraine khiến hai phe tăng cường khai thác loại khí tài hiện đại này. Trong gần hai thập kỷ qua, máy bay không người lái cỡ lớn như MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk đã trở thành những gương mặt quen thuộc trên chiến trường hiện đại, thể hiện hiệu quả và tính linh hoạt của công nghệ UAV. Mỹ đã tiên phong trong việc sử dụng các UAV này, khẳng định vị thế dẫn đầu của họ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Ukraine đã chứng minh hiệu quả của máy bay không người lái cỡ nhỏ như UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Những UAV này có giá thành rẻ và hoạt động đơn giản, cho phép triển khai lượng lớn UAV để thực hiện các cuộc tấn công sát thương hoặc thực hiện nhiệm vụ trinh sát và điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Sự phổ biến và hiệu quả của UAV cỡ nhỏ đã khiến cựu lãnh đạo Bộ Tư pháp tác chiến đặc biệt của Mỹ cảnh báo về khả năng phá vỡ trật tự quân sự toàn cầu.
cả Nga và Ukraine đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái thương mại có sẵn trên thị trường để giám sát trận địa, thậm chí sửa đổi và nâng cấp chúng để có khả năng mang đạn dược không dẫn đường. Điều này đã thể hiện lỗ hổng trong các hệ thống phòng không hiện đại khi các hệ thống này thường được thiết kế để tấn công những mục tiêu lớn và có giá trị cao hơn. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã làm rõ sự phát triển và sử dụng UAV cỡ nhỏ đang ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc chiến hiện đại. Sự linh hoạt, tính tiết kiệm và hiệu quả của UAV đã chứng minh khả năng ảnh hưởng lớn tới các chiến lược và chiến thuật quân sự, đòi hỏi các quốc gia phải tập trung vào phát triển và cải tiến các hệ thống phòng không để đối phó với thử thách mới. Những máy bay không người lái cỡ nhỏ đã chứng minh hiệu quả cao trong việc thực hiện các cuộc tấn công và trinh sát trên chiến trường. Vậy Nga và Ukraine sử dụng vũ khí gì đối phó UAV trên chiến trường? Súng chống UAV của Ukraine. Ukraine đã tận dụng sự xuất hiện ngày càng nhiều của máy bay không người lái UAV trong cuộc chiến với Nga bằng cách sử dụng súng chống UAV tầm xa. Công ty Kvitas Technology của Ukraine đã phát triển loại súng UAV KVSG-6 hoạt động bằng cách gây nhiễu UAV đối phương bằng tín hiệu vô tuyến. Điều này cho phép Ukraine thu thập thông tin quan trọng về các lực lượng đối thủ mà không cần phải làm hỏng UAV. Súng chống UAV này có tầm bắn lên tới 3 km và hoạt động trong khoảng 30 phút mỗi lần. Đáng chú ý là UAV bị vô hiệu hóa vẫn còn nguyên vẹn, cho phép lực lượng Ukraine khôi phục thông tin tình báo từ những UAV này. Thông qua việc ngắt kết nối UAV với các vệ tinh và trạm điều khiển của nó, máy bay không người lái sẽ mất khả năng phối hợp và bị gió cuốn đi hoặc rơi xuống. Công nghệ này đã được chứng minh thành công khi lực lượng biên phòng Ukraine sử dụng súng chống UAV để vô hiệu hóa các UAV của Nga. Công ty Kvitas đã sản xuất hơn 80 khẩu súng chống UAV kể từ khi xung đột bắt đầu và hơn 100 khẩu khác đã được đặt hàng. Súng chống UAV của Nga. Vào năm 2022, súng chống UAV của phía Nga đã được ghi lại trong đoạn video khi lực lượng ly khai ở Donbas tuyên bố sử dụng súng tự chế để gây nhiễu và vô hiệu hóa UAV của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng dù của họ sử dụng súng chống UAV để chặn và vô hiệu hóa máy bay không người lái trinh sát của Ukraine. Súng này đã chứng minh hiệu quả khi làm gián đoạn hoạt động trinh sát của đối phương và thu thập thông tin quan trọng về vị trí và điểm phóng UAV của quân đội Ukraine. Súng chống UAV này có khả năng vô hiệu hóa UAV ở khoảng cách 1 đến 2 km, giảm khả năng trinh sát tiền tuyến của đối thủ và làm giảm khả năng điều chỉnh hỏa lực vào các vị trí của Nga. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, UAV đã đóng một vai trò quan trọng và cả hai bên đều tìm cách sử dụng các loại vũ khí như súng chống UAV để đối phó với những thách thức mà UAV mang lại. Ông Samuel Bennett, chuyên gia về hệ thống quân sự không người lái và robot, đã nhấn mạnh rằng sự hiệu quả của các loại vũ khí này vẫn còn khó đánh giá chính xác do hạn chế thông tin. Tuy nhiên, cả hai bên đều thấy nhu cầu cao trong việc sở hữu loại vũ khí này. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái UAV đã trở thành một yếu tố cốt yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc do thám, trinh sát và thực hiện các cuộc tấn công. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy các quốc gia cần chú ý đến sức mạnh của UAV trong cuộc chiến hiện đại và khám phá những giải pháp công nghệ tiên tiến để bảo vệ an ninh và ổn định lãnh thổ. Thưa quý vị, bế tắc chính trị tại Thái Lan dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài sau khi Chủ tịch Quốc hội Wano tuyên bố hoãn phiên bỏ phiếu bầu thủ tướng vào ngày hôm nay cho tới khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng về tính hợp hiến của nghị quyết do Quốc hội Thái Lan thông qua, ngăn Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat tái ứng cử trong cuộc bầu cử chọn thủ tướng lần 2 vào ngày 19 tháng 7. Ngay sau tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Wano, đồng bạt đã giảm 1,1% xuống khoảng 34,64 bạt đổi 1 đô la Mỹ. Bất chấp quyết định tăng mức lãi suất cơ bản lên 2,25% của Ngân hàng Trung ương Thái Lan nhằm duy trì mức lạm phát ở ngưỡng mục tiêu và ngăn chặn các rủi ro kinh tế tài chính trong thời gian sắp tới. Trong bối cảnh chưa thể thành lập chính phủ mới, Quốc hội Thái Lan khó có thể phê duyệt ngân sách năm 2024 trước tháng 10 tới đây, khiến các khoản đầu tư và chi tiêu công mới cũng sẽ bị trì hoãn.